Các bạn cùng nhìn tiếp sang bài tập số 3, Task 3, phần Writing Unit số 21, sách trang 348. Với phần này thì chúng ta sẽ hoàn thành các câu và sử dụng những cái từ cho sẵn. Đương nhiên, vẫn là phải sử dụng câu thường thuật để chúng ta áp dụng vào trong phần bài viết này. Các bạn thấy là câu 0, nó là câu ví dụ. The mother tell her daughter do not stay up late. Vậy thì động từ tell là động từ chính, chúng ta chuyển về thành dạng quá khứ đơn. The mother told her daughter và not to verb chúng ta để đằng sau cấu trúc là tell somebody cộng với not to verb. Vậy thì tương tự như thế, chúng ta cùng nhìn sang câu hỏi số 1. Chúng ta có cái cấu trúc với động từ ask. Vậy đương nhiên chúng ta sẽ phải dùng cấu trúc gì rồi ạ? Ask somebody cộng với to verb, đúng không ạ? Còn thiếu giới từ hoặc là tân ngữ nào thì các bạn thêm nốt vào. Đây ạ, cấu trúc ask somebody to verb hoặc là not to verb. Vậy chúng ta sẽ viết lại câu này là gì ạ? My aunt ask, nhờ hoặc là bảo tôi, me, to take care. Nhớ là sau take care thì phải có thêm giới từ of. Thêm vào ạ, My cousin. Và previous weekend thì chúng ta phải thêm the previous weekend. Hơi dài một chút. Rồi, vậy các bạn thấy là với bài này thì chủ yếu là chúng ta sẽ thêm giới từ này, thêm mạo từ này vào những vị trí còn thiếu thôi, đúng không ạ? Và biến đổi động từ nữa. Còn lại những cái phần như là danh tính động trạng thì chúng ta sẽ không bao giờ thêm vào. Chúng ta nhìn sang câu hỏi số 2. He advised me not lend him any more money. Anh ta khuyên tôi không cho anh ta vay tiền thêm nữa. Vậy thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có cấu trúc là khuyên ai đó làm gì, đúng chưa ạ? Nhớ lại cấu trúc là advise somebody cộng với to verb hoặc là not to verb. Tức là sau advise chúng ta dùng verb nguyên thể có to hoặc là không. Vậy câu này chúng ta sẽ để là gì? He advised. Đã là câu thuật lại thì luôn luôn sẽ để ở quá khứ, đúng không ạ? Một số tình huống mà để ở hiện tại thì chúng ta sẽ phải xét. He advised me not to lend him any more money. Các bạn viết nốt hộ cô ạ. Any more money, viết nốt. He advised me not to lend him any more money. Anh ta khuyên tôi là không cho anh ta vay thêm tiền nữa. Chả biết hai anh này có phải là một hay không. Nếu không thì sẽ là một cái đối tượng khác, đúng chưa ạ? Cùng nhìn sang câu hỏi số 3. They accuse the little boy steal their money. Họ làm sao? Họ buộc tội, đúng không ạ? Họ buộc tội cậu bé đã ăn cắp tiền của họ. Vậy các bạn thấy là ở đây họ buộc tội ai đó làm việc gì thì nhớ lại cấu trúc là accuse somebody cộng với gì ạ? Of verbing, đúng chưa ạ? Accuse somebody of verbing. Nên chỗ này chúng ta sẽ có cái câu là They accused the little boy of, có thể để là stealing hoặc là having stolen đều được hết. Stealing their money. Stealing their money. Chỗ này cô viết hơi bị rối một tí nhé. Các bạn nghe cô nói và nhìn câu ở bên trên, chúng ta thêm D vào là được ạ. They accused the little boy of stealing their money. Buộc đổ lỗi, buộc tội ai vì đã làm gì. Ok. Các bạn nhìn tiếp sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 lại giống câu hỏi số 3, đúng không ạ? Và khuyên ai đó làm việc gì. Nên với câu này thì chúng ta làm như bình thường thôi. The doctor advised me to do more exercise. Các bạn tự viết thêm vào hộ cô ạ. The doctor advised me to do more exercise. Bác sĩ khuyên tôi là tập thể dục nhiều hơn. Có ai được nhận cái lời khuyên như vậy chưa ạ? Ok, cô nghĩ là
các bạn tự thường thì sẽ tự khuyên mình đúng không ạ? Vâng, tự nói với mình và tự nhủ với mình, thế nhưng mà có thể thực hiện được hoặc chưa thực hiện được, giống như cô vậy. Câu hỏi số 5, chúng ta nhìn câu hỏi số 5. Jim apologize, not tell me the truth. Các bạn nhớ lại cho cô cái cấu trúc là xin lỗi ai vì điều gì đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ lại cái cấu trúc apologize to somebody for verbing hoặc là not verbing. Nên chỗ này cô sẽ viết lại câu này là Jim apologized. Ở đây các bạn lưu ý hộ cô là chỗ thì cô viết G, chỗ thì cô viết S, thì cái nào cũng đúng nha. Chỗ này là G thì chúng ta viết G, còn nếu không mà dịch thì các bạn có thể viết một trong hai từ đều được, một cái là anh và một cái là anh Mỹ. Jim apologized for not telling me the truth. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là Jim xin lỗi vì đã không kể cho tôi sự thật. Xong chưa ạ? Ok, nhìn tiếp sang câu hỏi số 6 đi. Các bạn cùng xem câu hỏi số 6 này. Aunt's mother asked her not leave home until she come back. Mẹ của An bảo cô ấy là không rời khỏi nhà cho tới khi mà bà quay trở lại. Vậy thì ở đây nó là dạng thức mệnh lệnh với cấu trúc là ask somebody cộng với to verb. Nên chỗ này cô sẽ để là Aunt's mother ask, chia ở quá khứ đơn, her not to leave home. Trước home chúng ta không cần phải giới từ hoặc mạo từ, cho tới khi, until she came back. Động từ đều ở quá khứ đơn hết, được chưa ạ? Aunt's mother asked her not to leave home until she came back. Câu hỏi số 7. She reminded me bring some changes me in case I need my buy something. Cô ấy nhắc nhở tôi là mang theo một ít tiền lẻ phòng khi mà tôi cần mua cái gì đấy. Vậy các bạn nhớ lại cho cô cấu trúc là remind somebody cộng với gì? To verb, đúng chưa ạ? Vâng, thế thì ở đây cô sẽ biến đổi câu này về thành là gì? She reminded me. Cô ấy nhắc nhở tôi này, to bring some changes. Các bạn có hiểu change trong tình huống này là gì không ạ? Nó là tiền lẻ đúng không nhỉ? Không phải là thay đổi đâu nhá, mà nó là tiền lẻ mang theo mình, nên cô sẽ để là with me, phòng khi hoặc là phòng tình huống, in case I needed to buy something, phòng khi tôi cần mua cái gì đó. Động từ need trong tình huống này để ở quá khứ đơn. She reminded me to bring some changes with me in case I needed to buy something. Xong chưa ạ? Chúng ta nhìn sang câu hỏi số 8. My best friend, bạn thân của tôi, gợi ý là làm vài cái bánh sandwich để cho bữa tối vào tối hôm đó. Vâng, thì bình thường sẽ nói là ôi tối nay ăn bánh sandwich đi, đúng không ạ? Thì câu trực tiếp là như vậy, nhưng câu gián tiếp sẽ dùng cấu trúc suggest cộng với verb ing. Do đó chỗ này cô sẽ để là My best friend suggested, đương nhiên sẽ phải chia ở quá khứ đơn rồi. Suggested making. Các bạn có thể là để thêm some hoặc là không cần. Chúng ta để ở dạng số nhiều như thế này rồi. Making sandwiches for dinner, cho bữa tối vào tối hôm đó. That night, bình thường sẽ nói là tonight đúng không? Nhưng chỗ này thuật lại nên chúng ta chuyển tonight về thành that night. My best friend suggested making, sorry, chỗ này cô hơi bị nhầm một tí này, making sandwiches for dinner that night. Ok chưa? Rồi nhìn tiếp sang câu hỏi số 7 nhé. À, câu hỏi số 9 ạ. They invite me, họ mời tôi tham gia, take part in, vào bữa tiệc của họ chủ nhật tuần trước. Họ mời tôi, vậy nhớ lại cho cô cấu trúc là invite somebody cộng với to verb, đúng không ạ? Vâng, mời ai đó làm gì? Nên chỗ này cô sẽ để là they
invited. They invited me to take part in. To take part in their party. Cái này không cần thêm cái gì. Previous Sunday, cô sẽ thêm mạo từ the vào phía trước ạ. The previous Sunday. Ok, vậy đấy là câu hỏi số 9. Chúng ta còn nốt câu hỏi cuối cùng. Chúng ta xem câu hỏi số 10. Their children insist. Khăng khăng, đúng không ạ? Các con của họ khăng khăng đòi mua cái trò chơi, bộ đồ chơi đó ở trong siêu thị. Khăng khăng làm việc gì? Các bạn nhớ lại cho cô cấu trúc là insist on cộng với verb in. Khăng khăng làm việc gì? Nên chỗ này cô sẽ chuyển câu này về thành là their children insisted on. Động từ buy cô chuyển về thành là buying sau giới từ. The game set ở đâu? Ở siêu thị, nên cô thêm giới từ in vào trước the supermarket. Ok. Their children insisted on buying the game set in the supermarket. Vậy các bạn thấy là với phần bài này thì người ta ôn lại cho chúng ta phần câu tường thuật với những cái cấu trúc câu mà dùng để thuật lại. Thì với phần này nó chỉ là một phần rất là ít cái phần câu tường thuật đấy thôi. Đó là thuật lại những cái phần câu mệnh lệnh này, lời gợi ý này, lời khuyên, lời mời, đúng không ạ? Trong từ trực tiếp về thành gián tiếp. Vậy các bạn xem lại cho cô những cái cấu trúc câu này, bởi vì nó rất là quan trọng và chắc chắn là cô thấy là các bạn sẽ gặp rất là nhiều ở trong các dạng bài ôn tập hoặc là kiểm tra. Chúng ta đi sang nốt phần bài số 4 của phần này. Thì với phần bài này nó là phần bài viết và cô sẽ không hỗ trợ chúng ta viết nhưng cô sẽ hướng dẫn chúng ta để làm thế nào các bạn có thể viết được hiệu quả. Người ta đưa ra một cái câu nói đó là gì? Some people say that university is the best way to have a better life in the future. Vài người nói rằng là gì? Trường đại học nó là cái cách tốt nhất để có thể có được một cuộc sống tốt hơn ở trong tương lai. Bạn có đồng ý với câu nói này không? Vậy thì có nghĩa là mình sẽ bày tỏ cái quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý, đúng không ạ? Hãy viết một đoạn văn để thảo luận quan điểm của bạn. Một đoạn văn nhá, nhớ là chỉ là một đoạn văn thôi, rất là ngắn thôi. Trong phần viết của mình, hãy viết một câu chủ đề này để thấy sự đồng ý hoặc là không đồng ý của bạn. Thứ hai đó là trong phần nội dung chính sẽ viết khoảng 8 đến 9 câu để thảo luận về nội dung chính và cuối cùng là một câu để tóm lược lại ý những gì mà bạn vừa mới viết xong. Vậy thì với phần bài này, các bạn lưu ý hộ cô là chúng ta sẽ viết liên tục không xuống dòng. Nhớ lưu ý có một câu chủ đề, phần nội dung và một câu kết luận. Với chủ đề là hãy nói xem là mình đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên. Phần bài viết mẫu của phần này thì đã có ở trên trang moon.vn rồi. Còn những bạn nào mà muốn cô hỗ trợ chữa cái phần bài viết của các bạn thì các bạn có thể gửi qua cho cô để cô chữa cho chúng ta, được không nào? Rồi, vậy thì cô xin tạm dừng phần bài chữa phần bài tập writing của unit số 21 tại đây. Các bạn có câu hỏi gì cần hỏi thì hãy inbox trực tiếp cho cô và cô rất là sẵn lòng để trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Ok, vậy hẹn gặp lại chúng ta trong những câu hỏi kế tiếp sau và những phần video kế tiếp sau. Bye bye!